Cách đây 80 năm, Mapbay được thành lập từ một nhóm các cộng sự cùng chí hướng. Tiếp nối tầm nhìn của những người sáng lập, chúng tôi vẫn đang tiên phong trong công nghệ hóa chất, góp phần xây dựng nên những công trình lớn nhỏ trên toàn thế giới. Từ xây dựng nhà ở đến trùng tu các di tích lịch sử, văn hóa nghệ thuật. Tại Mapbay, nghiên cứu là nền tảng cốt lõi của sự phát triển, đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao, giúp hiện thực hóa những ý tưởng thiết kế đầy tham vọng trong xây dựng hiện đại. Góp phần đưa những ý tưởng đột phá vào thực tế, bởi vì nếu không có nghiên cứu, sẽ không có chất lượng. Chất lượng là minh chứng rõ ràng trong mỗi một sản phẩm của chúng tôi, giúp chúng tôi trở thành thước đo chuẩn mực và đảm bảo thành công vững chắc cho tất cả các khách hàng và đối tác của chúng tôi. Bởi vì chỉ có chất lượng mới đem lại các giải pháp thật sự làm thay đổi cách chúng ta xây dựng và tư duy. Mapbay tổ chức các buổi hội thảo, các khóa đào tạo và hội nghị chuyên đề hàng năm cho các kiến trúc sư, kỹ sư, các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng. Mapbay cam kết phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, bởi vì chất lượng không thể đi ngược lại với đạo đức kinh doanh. Chúng tôi đã xây dựng bộ quy tắc đạo đức kinh doanh để khẳng định chúng tôi là ai và chúng tôi đặt niềm tin vào điều gì. Chúng tôi dành mối quan tâm lớn cho thể thao, các giá trị văn hóa cũng như nghệ thuật để giúp chúng tôi hòa nhịp với thế giới. Chúng tôi tự hào là nhà tiên phong, dùng lịch sử của mình viết tiếp tương lai, một tương lai mà chúng tôi có thể vươn tới. Chúng tôi là vậy, chúng tôi là Mapbay.